Chiến tranh đã lùi xa, song những ký ức về một thời gian khổ, khốc liệt mà hào hùng của đất nước vẫn còn đó trong tâm trí những người lính năm xưa. Hơn ai hết, chính họ, những người đã từng vào sinh, ra tử vì độc lập tự do của Tổ quốc, thấm thía một cách sâu sắc những hy sinh mất mát để có hòa bình hôm nay. Đất nước sạch bóng quân thù. Có người may mắn được trở về quê hương với một phần thân thể, máu xương để lại nơi chiến trường. Có người vĩnh viễn nằm lại nơi bom rơi đạn nổ năm nào. Để nỗi nhớ thương cứ khắc khoải, day dứt trong lòng người ở lại. Họ vẫn không nguôi nhớ về nhau, nhớ về một thời cùng nếm mật, nằm gai, vẫn đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước. Đồng đội ơi, tôi nhớ cánh rừng nào bom rơi, thân cây nào trụi lá, tạc dáng trên nền trời. Đồng đội ơi, tôi nhớ biết tìm đâu dáng người, ai lẫn cùng cát bụi, khuất bóng nào xa xôi. Xa xôi,
Chiến tranh qua lâu rồi, lòng vẫn thầm thì hỏi, đồng đội ơi. Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu và ca từ của ca khúc Đồng đội ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hợp với phần biểu diễn của tập thể các nghệ sĩ diễn viên Đoàn Văn Công Quân khu 3, chắc hẳn cũng đã phần nào giúp quý vị và các bạn cảm nhận được về tình đồng đội, thứ tình cảm thiêng liêng gắn kết những người lính trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập tự do cho dân tộc, cũng như trong cuộc sống hòa bình ngày hôm nay. Và chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cảm ơn tập thể các nghệ sĩ diễn viên Đoàn Văn Công Quân khu 3 trong tiết mục mở màn vừa rồi. Vâng, và tình đồng đội cũng chính là một trong những chủ đề của chương trình hôm nay. Chương trình giao lưu nghệ thuật Đồng đội ơi tôi nhớ với ý nghĩa nhằm tri ân các thương binh liệt sĩ, các đồng chí thương binh bệnh binh, gia đình thương binh liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019. Và chương trình của chúng ta đã được truyền hình trực tiếp trên kênh THP Cộng và các hệ thống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, hệ thống màn hình LED, trang fanpage THP và kênh phát thanh tần số 93.7MHz. Và đến tham dự chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và hân hạnh được đón tiếp sự hiện diện của Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Và sự hiện diện của lãnh đạo các sở ban ngành thành phố, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi được chào đón sự hiện diện của các cựu chiến binh thành phố Hải Phòng, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Hải Phòng, các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 50, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Và chúng tôi cũng rất vui mừng chào đón sự hiện diện của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Hải Phòng, đặc biệt là sự hiện diện của tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đồng đội ơi tôi nhớ. Năm 2017, cơ quan chức năng đã tìm được hài cốt của hơn 150 liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai. Cuộc tìm kiếm là nỗ lực của nhiều người nhằm xoa dịu nỗi đau thương, mất mát của các gia đình liệt sĩ và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong số những người đã tham gia vào quá trình tìm kiếm ấy, có một cựu chiến binh ở Hải Phòng. Ông là Chế Trung Hiếu, sinh năm 1947, thương binh hạng 2/4, từng là một chiến sĩ quân giải phóng từ năm 1964 đến năm 1972. Việc tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai là niềm an ủi đối với nhiều gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh, trong đó có gia đình liệt sĩ Phùng Duy Thái ở thôn Áng Sơn, xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng. Liệt sĩ Phùng Duy Thái sinh năm 1944, hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 khi đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Bao năm mong mỏi, tìm kiếm, ông Phùng Văn Bường, em trai của liệt sĩ Phùng Duy Thái vô cùng xúc động khi tìm được hài cốt của anh mình sau hàng nửa thế kỷ trong mơ. Gia đình liệt sĩ, không chỉ cựu chiến binh Chế Trung Hiếu mà rất nhiều người đã tham gia vào quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, trong đó có đại tá Đặng Văn Thơ, nguyên chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Ngô Quyền. Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Với ông, đó không chỉ là trách nhiệm của người còn sống đối với người đã khuất, mà còn là nghĩa tình đồng đội, tình cảm sâu nặng, gắn kết bao trái tim. Vâng, xin giới thiệu với quý vị và các bạn hai nhân vật trong phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi. Đại tá Đặng Văn Thơ, nguyên chiến sĩ K10 đặc công Quảng Trị, nguyên chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Và xin trân trọng giới thiệu cựu chiến binh Chế Trung Hiếu, nguyên đại đội trưởng đại đội đặc công C21 Quảng Ngãi. Vâng, xin chào hai bác ạ. Và trước tiên xin được dành câu hỏi cho đại tá Đặng Văn Thơ. Thưa bác, kể từ bao giờ thì bác bắt đầu công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, và kể từ đó đến nay thì bác đã tìm được nhiều chưa? Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng đã tạo điều kiện cho anh em chúng tôi giao lưu với chương trình Đồng đội ơi tôi nhớ. Và xin kính thưa các quý vị đại biểu cùng các đồng chí và các bạn, tôi được nghỉ hưu từ năm 2003, thì bắt đầu tháng 5 năm 2004, anh em chúng tôi đã trở lại tổ chức, trở lại chiến trường xưa, đó là tỉnh Quảng Trị. Trong những năm tháng chiến tranh, chúng tôi đã từng chiến đấu ở đó. Khi trở lại Quảng Trị, phải nói là qua quá trình một thời gian dài của cuộc chiến tranh, địa hình, địa vật thay đổi quá lớn. Khi tôi trở lại hậu cứ cũ của đơn vị, đóng quân cứ năm 67, 68 đến 69, 70, không thể nhận ra vì đã bị bom nó tàn phá. Trước đây người ta nói là rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, nhưng mà vào lại không thể nhận ra được. Đấy là một cái thay đổi quá lớn. Mà đặc điểm của đơn vị chúng tôi là một đơn vị đặc công, lý nhỏ đánh lớn, bí mật bất ngờ, luồn sâu đánh hiểm. Do đó mà trong quá trình chiến tranh thì chiến đấu thì không có ai được đi là cởi trần, hóa trang theo địa hình, địa vật của từng khu vực một. Do đó mà một tiểu đoàn đặc công từ năm 64-65 cho đến năm 75, tổng số đơn vị chúng tôi hy sinh trên 400 đồng chí. Đấy là một tiểu đoàn lấy phiên hiệu là K10. Thế thì do cái đặc thù của một đơn vị khi chiến đấu là không có mang cái gì trong thân mình cả, cho nên khi hy sinh thì được du kích và đồng bào nhân dân địa phương cái nơi đó mai táng. Khi tôi trở lại tìm thực sự là khó, nhưng có một cái điểm may là chúng tôi đã tìm được một cuốn sổ là những đồng đội chúng tôi đã hy sinh, khoảng 400, hơn 400 đồng chí. Một cuốn sổ là những người còn sống. Chính thông qua hai cuốn sổ đó mà chúng tôi đã tìm được những địa danh, những cái nơi, những năm tháng mà chúng tôi chiến đấu đã tìm được. Tôi nhớ nhất là cái chiến dịch 1/68, khi anh em tôi chiến đấu đánh vào Quảng Trị, sau đó ngày hôm sau được lệnh rút ra về cái xã Hải Vĩnh của huyện Hải Lăng, cái thôn Nam Thủy, để chốt lại đó, thì lại phối hợp với bộ binh. Mật đặc thù chúng tôi đánh sở trường là đánh ban đêm, mà lấy ít đánh nhiều, mà cùng với bộ binh mà chống càn, thì đó là một điều không tưởng đối với anh em chúng tôi. Vũ khí thì chủ yếu nhẹ AK băng xếp, thủ pháo mang đi theo cơ số, đã chiến đấu gần hết. Cho nên khi mà cùng với bộ binh chống càn, báo cáo chúng tôi là quá trình chiến đấu thì khi đánh vào thành cổ chỉ có bị thương, không có đồng chí nào hy sinh, có 7 người. Thế mà đến khi về cái thôn Nam Thủy chống càn thì hy sinh mất 4 đồng chí, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Lưu và 3 đồng chí khác ở 3 tỉnh Bắc Ninh, vâng, Bắc Giang. Vâng ạ, và chúng cháu được biết là như vậy, từ năm 2004 thì bác đã bắt đầu công việc là tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, những người đồng đội của mình, đúng không ạ? Và kể từ đó đến nay thì bác đã tìm kiếm được nhiều chưa? Bác có thể chia sẻ với quý vị khán giả. Về cái tìm liệt sĩ, cũng như tôi nói trên, là đặc thù của đơn vị đặc công, tìm rất khó. Không có tên, khi hy sinh thì dân người ta mai táng, trẻ em tôi không, đánh xong là rút ngay, đánh nhanh, rút nhanh. Cho nên là không thể mai táng được, cho nên chỉ hỏi dân. Là khi chúng tôi chiến đấu ở đó hy sinh 4 đồng chí, thí dụ như ở thôn Nam Thủy, thì được dân người ta nói mà may mà tìm được đúng cái bà lúc khi chúng tôi ở đó thì chị là còn rất trẻ. Đến khi tôi năm 2004 vào thì bà đã già rồi, thì bà chỉ nhớ là chúng tôi chôn không phải là 4 người mà rất nhiều. Đưa vào nghĩa trang xã Hải Vĩnh thì có số mộ
Thế cho nên chúng tôi căn cứ vào đó, xóm đó người ta đưa ra thì chúng tôi đã tổ chức. Và khi tôi ra ngoài này để đi tìm những gia đình đó, mà tìm gia đình anh Nguyễn Văn Lưu là một cực kỳ khó khăn. Bởi lúc anh đi bộ đội, tôi hỏi anh quê ở đâu, anh bảo ở Hải Phòng. Ở chỗ nào? Ở Kiến An. Nhà ở gần chợ Gò Công. Thế tôi cứ về chợ Gò Công bây giờ tôi tìm, không được. Số 152 Độc Lập Kiến An, tôi hỏi không ai biết. Kể cả vào các ông chí lãnh đạo cũ chưa đây cũng bảo không biết phố Độc Lập. Vâng ạ, và là một quá trình rất là khó khăn, đòi hỏi cả thời gian và tâm sức, đúng không thưa bác ạ? Vâng. Thế cho nên là khi mà tôi xong buộc tôi, lòng tôi đăng báo, thì ở đơn vị thì là Nguyễn Văn Lưu, như ở nhà là Nguyễn Văn Sưu. Thế do là quân lực viết chữ S xì hoa ngoạch ra cái thành ra chữ Lưu, thế cứ gọi là Lưu, không phải Sưu. Nhưng may mà tôi có cuốn sổ đó, tôi ghi là bố là cụ Nguyễn Văn Sưu, ghi báo Hải Phòng. Thế sau một thời gian ngắn thì có một người gia đình người ta tìm đến, sau chúng tôi dẫn vào thì gia đình đấy đã nói là đã đi tìm được rồi. Ở Gio Linh tôi bảo không phải, chết hy sinh ở Hải Lăng ở Hải Vĩnh chứ không phải đây, mà hiện nay đang nằm ở nghĩa trang xã Hải Vĩnh. Sau chúng tôi tổ chức mời các tổng hợp được 4 gia đình để cùng vào trong đó để lấy hài cốt. Nhưng mà lúc đó tìm lấy hài cốt báo cáo là phải làm các thủ tục lấy sinh phẩm. Vâng. Để ra để xét nghiệm ADN. Vâng, thật là quá trình tìm kiếm thì cũng rất là khó khăn. Và xin được cảm ơn những chia sẻ của Đại tá Đặng Văn Thơ. Vâng, thưa cựu chiến binh Chế Trung Hiếu, được biết là năm 2017 thì chúng ta đã tìm kiếm được hơn 150 hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Biên Hòa, Đồng Nai. Và cựu chiến binh Chế Trung Hiếu cũng là một trong những người tham gia rất tích cực vào quá trình tìm kiếm đó. Vậy thì ngày hôm nay ông có thể chia sẻ để quý vị khán giả phần nào hiểu được những khó khăn và phần nào hiểu được quá trình tìm kiếm đó không ạ? Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí và các bạn có mặt trong buổi giao lưu hôm nay. Tôi vốn là một đại đội trưởng đặc công đánh ở chiến trường miền Nam. Thì những cái năm chiến đấu gian khổ đó, bạn bè, đồng đội của tôi hy sinh rất nhiều. Mà phần lớn ý, vì đấy là công nên là tìm được cái thi hài rất là khó. Vì vậy tôi những năm chiến đấu đó bị thương nhiều lần, nhưng cuối cùng so với bạn bè mình vẫn hạnh phúc hơn, được trở về quê, được xây dựng gia đình và có cuộc sống hạnh phúc. Thì từ đó trong lòng cứ nghĩ là mình phải làm cái gì đó để tìm được bạn bè của mình. Thì không ngờ cuối năm 1916, đầu năm cuối năm 2016 và đầu 2017 thì vô tình ở trên một cái bức ảnh chụp cái sân bay Biên Hòa thì có một cựu chiến binh người Mỹ, người ta viết cái chi đó là nơi đây tôi đã chôn 153 hài cốt liệt sĩ, hài cốt Việt Cộng ở cuối đường băng. Và tôi mơ đến một ngày nào đó tôi quay trở lại chỗ nơi này để tưởng niệm những chiến sĩ Mỹ chết ở đó và tưởng niệm những người Việt Cộng chết ở đó. Thế thì tôi thấy cái tin đó, tôi như đã nói là vẫn đau đớn trong lòng làm sao tìm được anh em mình. Đây là một cơ hội. Và như thế là tôi viết thư hỏi ông ấy và hai bên trao đổi với nhau rất là nhiều tin tức. Và cuối cùng là chốt lại, tôi báo cáo với Bộ Chỉ huy, Bộ đội địa phương tỉnh Đồng Nai và có anh Mai Xuân Chiến tiếp thu cái ý kiến đó. Và chỉ một thời gian rất ngắn thì toàn bộ cái tin tức đó được tập hợp lại. Và Bộ Chỉ huy quân sự Đồng Nai mời hai ông cựu chiến binh Mỹ mà tôi đã nói đó sang. Và trong thời gian tương đối là vất vả, bởi vì 50 năm vật đổi sao dời, đường xá cầu cống thành phố xây lại hết, thế mà các liệt sĩ nằm ở đâu thì vẫn là câu hỏi. Thế nhưng với cái tinh thần tìm liệt sĩ thì bộ đội địa phương Biên Hòa, đơn vị 1267, 1269 và sự cộng tác của tất cả các cái quần chúng nhân dân. Và cuối cùng ngày 16 tháng 4 năm 2017 chúng ta đã thành công khai quật được, tìm được hơn 153 liệt sĩ nằm ở dưới đất lạnh hơn 50 năm trời. Vâng ạ, quả là một quá trình rất là gian nan, không hề đơn giản một chút nào, đúng không thưa quý vị? Và ngay khi tìm được hài cốt của những liệt sĩ đó thì cảm xúc của hai bác như thế nào? Xin mời bác.
Như chúng tôi đã nói là chúng tôi đi ra trận những cái năm đó toàn là 19 đôi mươi thôi. Thế nhưng khi mình trở về thì bạn bè lại nằm lại. Thế thì đúng 9 giờ 45 phút ngày 14 tháng 4 năm 2017, sau 26 ngày đào sới tìm kiếm thì cuối cùng là tìm được hết anh em. Lúc đó gần như là cả một cái công trường ào lên bảo đây rồi. Nhưng sau đó lặng xuống, lòng của chúng tôi vừa mừng vừa thương, xúc động nghẹn ngào và coi như mình đã góp một cái phần trả được cái nợ cho anh em. Vâng ạ, thực sự là những tình cảm vô cùng xúc động và chân thành từ trái tim, đúng không thưa quý vị? Và đối với cựu chiến binh Đặng Văn Thơ thì sao? Khi mà tìm được hài cốt của những người liệt sĩ đó thì bác có cảm xúc như thế nào ạ? Vâng. Cái cảm xúc của anh em chúng tôi thì là mình còn may mắn sống sót để trở về với quê hương, với gia đình. Còn đồng đội mình nằm đó mà chúng tôi quyết tâm phải tìm bằng được. Cho nên tôi nói như trường hợp của anh liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, tìm được và ba liệt sĩ khác, chúng tôi phải nói rất phấn khởi, khóc, khóc vì đồng đội. Chìm chỉ còn nắm xương trong bao nhiêu năm, mấy chục năm như vậy. Thế trong khi đó còn những đồng đội khác, tôi nói như đồng chí Vương Khánh Khừu cùng quê Hải Phòng với tôi, đi với nhau cùng ngày, vào chiến trường cùng ngày, cùng đơn vị. Đồng chí hy sinh mùng 2 tháng 10 năm 69, tôi không thể nào quên. Bị địch nó vây, Mỹ vây. Thì đồng chí ở lại chiến đấu và để cho tổ du kích và một đồng chí cán bộ địa phương chạy thoát được. Một đồng chí một mình chống chọi với một trung đội Mỹ. Thế đồng chí hy sinh thì bị nó cẩu xác đi. Xong anh em chúng tôi năm 2004-2005 các năm sau tìm đến nay cũng chưa được. Đấy là một cái điều mà rất dây dứt trong lòng. Ngay bản thân tôi cũng vậy thôi. Em trai kế tôi đến nay hy sinh năm 72 đến nay cũng... Tôi đã vào trong bến trong Mỹ Tho tìm nhiều lần cũng không được. Đây cũng nói tóm lại, cuộc chiến tranh nó như kéo dài như vậy, gian khổ như vậy, ác liệt như vậy, chúng ta phải chấp nhận vậy thôi. Hiện nay đó, chúng tôi có một cái vinh dự nhất là chính vì cái suy nghĩ của mình, anh em chúng tôi ban thành lập ban liên lạc đã vận động các nhà tài trợ xây được hai cái nhà bia tưởng niệm những anh em liệt sĩ của hơn 400 liệt sĩ. Chúng tôi xây một cái nhà bia ở tại xã Hải Phú, một và xã Hải Sơn của huyện Hải Lăng để cho có tên tuổi của từng đồng chí một, để cho vợ con người thân anh em đồng đội hàng năm đến đó để thắp hương nhìn thấy tên người thân của mình. Có nhiều gia đình khóc và ngất ở đó, chỉ không, mặc dù không thấy hài cốt nhưng mà thấy có tên đúng là người thân của mình rồi. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Đại tá Đặng Văn Thơ và cựu chiến binh Chế Trung Hiếu đã cho chúng ta có thể hiểu được tình đồng đội trong chiến tranh và cả trong thời bình ngày hôm nay, đúng không thưa quý vị? Và một lần nữa xin chúc cho hai bác sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc đầy ý nghĩa và thầm lặng này. Xin quý vị hãy dành cho hai vị khách mời của chúng tôi một tràng pháo tay ạ. Vai bên nhau trăng trôi trên đầu súng, ánh lửa hồng bừng soi đêm thâu, làn khói che sương mờ. Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu, có con kênh đào lúa xanh hai mùa mát cánh đồng. Ngoài bay mắt đưa nhìn trời sao lung linh, chuyện mãi quên đêm dài. Bạn tôi cho hay sau này dòng chiến đấu sẽ lên nông trường, sớm hôm trên đồng lái máy cày. Mở nhạc mãi sau
rừng ngàn năm âm u nơi biên cương chùa tháp, chúng tôi thường đổi trao suy tư cùng thắp ngọn lửa, cùng chia cho nhau bao hiểm nguy gian khó. Chiến hào nhiều khi vui sao, đã hay quân chiến đấu, lá thư quê nhà truyền tay cho nhau. Chúng tôi nằm đầu gối trên tay, nghe chim kêu ngoài bãi, mắt đưa nhìn trời sao lung linh, truyền mãi quên đêm dài. Bạn tôi cho hay, sau này dòng chiến đấu sẽ lên nông trường, sớm hôm trên đồng lái máy cày. Còn tôi mong sao, mong ngày tôi đang sống sẽ không bao giờ mờ nhạt mãi sau. Chương trình giao lưu nghệ thuật Đồng đội ơi tôi nhớ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xin được khép lại tại đây. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các khán giả, các vị khách mời, các nhà tài trợ đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và vào 20 giờ ngày 28 tháng 7 tới đây thì cũng tại trường quay S3 Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng sẽ tổ chức một chương trình giao lưu nghệ thuật Riêng Một Góc Trời với sự tham gia của danh ca Tuấn Ngọc và nhiều giọng ca được khán giả mến mộ. Và chương trình của chúng tôi cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh THP+ và các hệ thống khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Mời quý vị và các bạn đón xem và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.